Phiên cuối tuần qua thì cũng đã chứng kiến sự hồi phục tại một số cổ phiếu bất động sản, nhưng nhiều cổ phiếu thì vẫn bất động ở mức giá sàn. Liệu nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào một sự phục hồi tại dòng cổ phiếu này hay không? Hay là liệu sự trở lại tại nhóm ngân hàng đã được xác nhận? Sau đây là ý kiến của một số chuyên gia. Nếu mà chúng ta đang là chủ của doanh nghiệp bất động sản đi, chủ của một cái doanh nghiệp nào đó đi, chúng ta liệu là cái giá trị của doanh nghiệp chúng ta có thật sự có khả năng nào cả doanh nghiệp đấy tăng được giá trị lên khoảng tầm gấp 5, gấp 7 lần chỉ trong vòng có vài tháng không? Thì cái khả năng là rất là thấp. Giá của cổ phiếu bất động sản cần có một mức điều chỉnh đủ lớn để mà trở về cái khu vực định giá. Khi đó thì cái khối lượng giao dịch, tức là cái số lượng nhà đầu tư chấp nhận giao dịch cổ phiếu bất động sản ở cái mức giá gọi là khu vực cao đó, khu vực cao mới đó, nó phải đủ dày thì chúng ta mới có thể nhìn nhận được là về cái khu vực định giá này là khu vực định giá mới mà được thị trường chấp nhận. Có các dấu hiệu chuyển sang nhóm cổ phiếu ngân hàng và tài nguyên cơ bản, nhưng mà cái sự chuyển dịch này nó chưa thực sự rõ ràng. Và thông thường nếu như để xác định được một cái xu hướng mới của thị trường thì sẽ cần một cái quãng thời gian nhất định. Do đó thì tôi thấy rằng là mặc dù là có thể là thị trường vẫn sẽ giao dịch tương đối ổn định, tuy nhiên thì nhà đầu tư vẫn cần phải khá là thận trọng.